Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2016, thứ ba tuần thứ 11 thường niên, Trích Sách Các Vua quyển thứ nhất. Sau khi Naboth chết, có lời Chúa phán cùng ông Elia, người miền Tisbe rằng: Ngươi hãy trỗi dậy, xuống gặp Acab, vua Israel ở thành Samaria. Này Acab đang xuống vườn nho của Naboth để chiếm lấy. Ngươi sẽ nói với ông ấy rằng: Đây lời Chúa phán, ngươi đã giết là còn chiếm đoạt. Sau đó ngươi nói tiếp: Đây là lời Chúa phán, những con chó đã liếm máu Naboth tại đâu thì cũng sẽ liếm máu ngươi tại đó. Acab liền nói với Elia: Ông coi tôi là thù địch của ông sao? Elia đáp: Đúng thế, vì vua đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa. Này, ta sẽ giáng họa trên ngươi, sẽ làm cho ngươi tuyệt tự. Ta sẽ giết tất cả con trai của nhà Acab, bất kể sang hèn trong dân Israel. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi ra giống như dòng dõi Jeroboam, con của Nabat, và như dòng dõi của Baasa, con của Ahia, vì ngươi đã hành động để chọc giận ta và làm cho Israel phạm tội. Còn về Jezabel, Chúa phán rằng: Chó sẽ ăn thịt Jezabel ở cánh đồng Jezreel. Acab chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt, nếu chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời rỉ ăn. Chẳng có ai giống như Acab đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa, bởi vì Jezabel và vua đã xúi dục. Vua đã trở nên quái gở, đến nỗi chạy theo các tà thần mà người Amok đã làm ra. Họ là những người Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Israel. Khi Acab nghe những lời này, mặc áo nhậm, ăn chay, vắng bao bố mà ngủ và ăn ở khiêm nhường, có lời Chúa phán với Elia người Tisbe rằng: Người có thấy Acab hạ mình trước mặt ta không? Vì Acab đã hạ mình trước mặt ta, ta sẽ không giáng họa xuống trong đời ông ta, nhưng trong đời con ông ta sẽ giáng họa trên nhà ông ấy. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin xót thương lạy Chúa vì chúng con đã phạm tội. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lương ca đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch lân tội ác. Xin xót thương lạy Chúa vì chúng con đã phạm tội. Vì sự lỗi con chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn, con phạm tội phản nghịch cùng Chúa. Xin xót thương lạy Chúa vì chúng con đã phạm tội. Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi, và tẩy xóa mọi điều gian ác của con. Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ mau. Ôi lạy Chúa, là Chúa cứu độ con. Lời con sẽ ca ngợi đức công minh Chúa. Xin xót thương lạy Chúa vì chúng con đã phạm tội. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Kỳ ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy y thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái cha các con đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư?
Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn. Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp là người môn đệ Chúa Giêsu, ta yêu thương cả kẻ thù, vì ta phải bắt chước lòng quảng đại của cha trên trời và phải có lòng yêu thương hơn những người khác. Cầu nguyện: Lạy cha là tình yêu, con cảm tạ cha đã yêu thương con. Nhiều lúc con đã phạm tội chống lại cha, tự đặt mình làm kẻ thù của cha, nhưng dù vậy cha vẫn một lòng yêu thương con, tha thứ cho con, vẫn hằng tiếp tục ban phát muôn vàng hồng ân xuống trên con. Cả những người chưa hề biết cha, cả bao nhiêu người cố tình chối bỏ cha, cả muôn vàng người tội lỗi bất chính, cha vẫn yêu thương họ, vẫn cho mặt trời soi sáng và cho mưa xuống trên họ. Tình yêu của cha luôn đi bước trước, luôn quên mình, luôn quảng đại. Chúa Giêsu cũng yêu thương với một tình yêu như vậy. Người tha thứ cho kẻ giết mình, người cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình, người yêu thương kẻ giết mình. Lạy cha đã thông chia tình yêu ấy cho con. Xin dạy cho con biết quên mình để yêu thương cả kẻ thù, biết cầu nguyện cho kẻ làm hại con, biết quảng đại với kẻ ích kỷ với con, biết làm ơn cho kẻ chơi xấu con, biết vui vẻ với những kẻ mắng chửi hoặc chửng dưng với con, biết nói tốt cho kẻ nói xấu con. Xin cho con biết sống trong tình yêu để con sống trong hạnh phúc. Những lúc con để bụng, để dạ, giữ lòng hận thù, con cũng chẳng sung sướng gì, mà chính là con tự đày đọa mình. Ích kỷ, phát sinh ích kỷ, hận thù, lôi kéo hận thù, gian ác, sinh ra gian ác. Hận thù như loài vi khuẩn sinh sản thật nhiều, ăn sâu vào lòng mỗi người chúng con và phá hoại hạnh phúc chúng con. Lạy cha, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con cái của cha, xứng đáng với danh hiệu là môn đệ Chúa Giêsu. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Hôm nay ngày 14 tháng 6, tôi biết chạy đến với ai. Sau khi phản bội Chúa bằng một cái hôn, Giuđa cảm thấy thất vọng đến độ không còn nghĩ rằng mình có thể được tha thứ nữa. Ông cầm 30 đồng bạc là giá của sự phản bội và đi vào đền thờ để trả lại cho các thượng tế và kỳ lão. Sau đó, ông ra ngoài lấy dây thắt cổ tự vẫn. Câu chuyện ấy đã được xen vào vở tuồng thương khó nổi tiếng của dân làng Oberammergau bên Đức. Cứ 10 năm một lần, theo một lời thề hứa mà ông cha đã để lại từ mấy năm trăm năm qua, người dân làng diễn ra cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Vở kịch thu hút khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Người ta kể lại rằng, lần kia có một em bé gái 7 tuổi ngồi cạnh mẹ để xem vở tuồng. Người đóng vai Giuđa trong cơn thất vọng não nề đã thốt lên: "Tôi biết đi đến với ai bây giờ? Tôi đã phản bội thầy tôi. Thế là hết. Tôi không biết phải chạy đến với ai nữa." Em bé ngồi bên cạnh mẹ cảm thông cho số phận của kẻ chìm đắm trong thất vọng. Em muốn tìm cách cứu vớt con người khốn khổ ấy. Em bèn quay sang mẹ và nói lớn đến độ tất cả mọi khán thính giả có mặt trong hội trường đều nghe được: "Má ơi, sao ông ta không chạy đến với mẹ Maria?" Chúa Giêsu cũng có một người mẹ như mọi người, và nhất là Ngài cũng trải qua một thời thơ ấu như mọi người. Kỷ niệm của những giây phút ngồi trên gối mẹ, những lần xà vào lòng mẹ, những lần méo máu khi lật mất mẹ, hay những lần vòi vĩnh mẹ, hẳn phải luôn đậm nét trong ký ức của Chúa Giêsu. Có lẽ chính kinh nghiệm của bản thân ấy đã trở thành bài học về hồn nhiên trong trắng, tin tưởng phó thác của tuổi thơ mà Chúa Giêsu luôn đề ra cho chúng ta khi Ngài nói: "Nếu các ngươi không nên giống như trẻ nhỏ, các ngươi không được vào nước trời." Tuổi thơ thường gắn liền với mẹ. Còn âm thanh nào bộc phát tự nhiên, quen thuộc và êm dịu trên môi của trẻ thơ cho bằng tiếng mẹ? Khi vui, trẻ thơ kêu mẹ. Lúc đói, trẻ thơ cũng kêu mẹ. Khi tỉnh thức, trẻ thơ cũng kêu mẹ.
Lúc ngáy ngủ, trẻ thơ cũng kêu mẹ. Mẹ là tất cả của trẻ thơ. Mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình của trẻ thơ để được vào nước trời. Hẳn Chúa Giêsu cũng muốn nhắn gửi chúng ta cho mẹ của Ngài. Trở nên trẻ thơ trong nước trời cũng có nghĩa là biết chạy đến với mẹ Ngài. Trở nên trẻ thơ trong nước trời cũng có nghĩa là mặc lấy tâm tình của chính mẹ Ngài. Bởi vì còn ai trong trắng tin tưởng phó thác cho bằng mẹ. Bài trích sách Lẽ Sống.